Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Lam Dược Nguyễn Thi, kênh thông tin cung cấp các kiến thức bổ ích giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn hàng ngày. Chào quý vị và các bạn, trong video này, Lam Dược Nguyễn Thi, công ty thảo dược số 1 xin đi giải đáp chi tiết một câu hỏi của một bác ở Hà Nội có gửi câu hỏi về cho chúng tôi với cái nội dung là cây thuốc nào điều trị được bệnh yếu sinh lý. Mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi đi giải đáp chi tiết câu hỏi trên trong cái video này. Một bác ở Hà Nội có gửi câu hỏi về cho chúng tôi như sau. Tôi năm nay 50 tuổi, có uống rượu và hút thuốc lá, hiện nay sức khỏe bình thường. Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, sinh lý bị yếu hẳn, cụ thể. Ham muốn tình dục vẫn có, nhưng dương vật không thể cương cứng lên được. Nếu kích thích nhiều thì dương vật nhũn nhưng vẫn xuất tinh. Xin nhờ Lam Dược Nguyễn Thi kê thuốc khắc phục tình trạng trên của tôi để lấy lại phong độ như xưa. Xin chân thành cảm ơn. Trả lời câu hỏi của bác như sau. Trước tiên, bác nên bỏ thuốc lá và hạn chế dùng rượu, vì thuốc lá lạm dụng quá nhiều hoặc rượu sẽ làm suy giảm sinh lý của bác. Tình trạng của bác như vậy là chứng yếu sinh lý ở dạng nặng, nguyên nhân là do tuổi tác hoặc do vấn đề nội tiết tố trong cơ thể. Nếu bác không có biện pháp điều trị hoặc khắc phục tình trạng này thì sinh lý sẽ bị hỏng vĩnh viễn và không thể khắc phục được. Và hiện nay, để điều trị chứng yếu sinh lý nam giới có rất nhiều phương pháp như sử dụng các loại tân dược, các loại thực phẩm chức năng hoặc sử dụng các loại thuốc đông dược, cây thuốc nam. Vậy thì những cái cây thuốc nào có tác dụng điều trị bệnh yếu sinh lý? Thì theo y học cổ truyền đã ghi nhận có nhiều cây thuốc có tác dụng kích thích sinh lý, điều trị chứng yếu sinh lý ở đàn ông rất hiệu quả. Sau đây, Lam Dược Nguyễn Thi, công ty thảo dược số 1 xin liệt kê cho bác và quý vị và các bạn một số cây thuốc như sau. Thứ nhất là cây bạch tật lê. Cây bạch tật lê là cây thuốc nam được nghiên cứu và chứng minh có các hoạt chất giúp tái tạo testosterone một cách tự nhiên, giúp các quý ông có thể lấy lại được phong độ như xưa. Và cách dùng như sau. Bác và quý vị và các bạn có thể sắc uống hoặc ngâm rượu để dùng dần. Cây thuốc thứ hai là cây lấm ngọc cẩu. Loại này đặc biệt tốt, được ví như là một loại biệt dược và được ví von là loại cây tan cửa lát nhà. Và cách sử dụng lấm ngọc cẩu để điều trị bệnh thì bác và quý vị và các bạn có thể dùng để đun nước hoặc ngâm rượu. Cây thuốc thứ ba là ba tích tím. Loại biệt dược thời xưa chỉ dùng cho vua chúa và các quan lại. Ba kích rất nổi tiếng vì đây là một loại đồ uống rất ngon. Khi ngâm rượu, ba kích tím có màu rất đặc trưng, đó là màu tím. Do vậy, ba kích được nhiều nhà hàng, khách sạn ưa dùng trong các cái bữa tiệc và dùng để làm thuốc điều chế bệnh yếu sinh lý. Và quý vị và các bạn có thể dùng ba kích để ngâm rượu uống mỗi ngày. Thì quý vị và các bạn có thể tham khảo ở các cái video khác của chúng tôi. Ngoài các loại cây thuốc ra thì các loại sinh vật dưới đây cũng có tác dụng điều trị bệnh yếu sinh lý. Thứ nhất, tắc kè. Đây là một loài vật rất phổ biến ở nước ta. Y học cổ truyền cho rằng rượu ngâm tắc kè có tác dụng điều trị bệnh yếu sinh lý rất tốt. Loại thứ hai là cá ngựa hay nhiều nơi khác còn gọi là hải mã. Đây là một loại sinh vật quý hiếm của biển. Trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, cá ngựa được giáo sư Đỗ Tất Lợi đánh giá rất cao về tác dụng kích thích sinh lý, nâng cao năng lực phòng the. Bạn có thể dùng loại biệt dược này dưới hình thức ngâm rượu. Và dưới đây tôi xin hướng dẫn bác và một số quý vị và các bạn một số bài thuốc ngâm rượu để điều trị bệnh yếu sinh lý hiệu quả. Bài thuốc thứ nhất là dùng bạch tật lê 1 kg, lấm ngọc cẩu 0,5 kg, sâm cau 0,5 kg, ngâm với 10 lít rượu trắng trong thời gian 1 tháng là dùng được. Bài thuốc thứ hai, tắc kè 1 cặp, cá ngựa 2 cặp, ngâm với 3 lít rượu trắng, ngâm trong thời gian khoảng 1 tháng là dùng được. Như vậy là vừa rồi, Lam Dược Nguyễn Thi, công ty thảo dược số 1 đã thống kê lại một số cây thuốc, vị thuốc có tác dụng điều trị bệnh yếu sinh lý. Và để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn thì quý vị và các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0982 957 282. Và hiện tại, Lam Dược Nguyễn Thi, công ty thảo dược số 1 có cung cấp tất cả các loại thảo dược quý ở trên. Nếu quý vị và các bạn có quan tâm thì có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi nhận chuyển hàng trên toàn quốc, nhận được hàng mới phải thanh toán tiền. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.